Người dân miền Bắc đang trải qua ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông. Thường thì trong những đêm giá lạnh, chúng ta được ở trong nhà cuộn mình trong chăn ấm. Nhưng không phải ai cũng được như thế. Ở ngoài kia lặng lẽ trên các con phố Hà Nội về khuya, không khó để bắt gặp những người vô gia cư đang phải co ro, run rẩy nơi vỉa hè góc phố, làm chốn nương thân chờ vượt qua mùa đông lạnh giá. Hôm nay, tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ban đêm xuống ngưỡng 10 đến 12 độ C, trời rất lạnh. Thế nhưng tại các con phố, những người vô gia cư sống bằng nghề nhặt ve chai, không có nơi để về thì vỉa hè trở thành nhà của họ. Và khi mùa đông đến, họ phải tìm mọi cách để chống chọi lại với cái lạnh, cắt da, cắt thịt. Bà Tâm, năm nay đã 69 tuổi, sau một ngày dài nhặt ve chai, bà trở về chỗ ngủ quen thuộc trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Đó là khoảng đất rộng trên vỉa hè, cổng sau của công viên Thống Nhất. Không mái che, chỉ có chiếc xe đạp chở đầy vỏ chai, bìa cát tông bà thu lượm được sau một ngày làm việc. Khi mùa đông đến, bà phải một mình chống chọi với cái lạnh. Chỉ có tấm ni lông hay chiếc áo mưa mỏng thay cho ga giường. Rét thì ông với bà hôm nào rét quá lại mặc áo mưa. Ông ngồi mặc áo mưa đấy, bà cũng mặc áo mưa. Bà Thu từ Sơn Tây lên Hà Nội chữa chạy ung thư vú. Do không có người thân nên bà cũng chọn lại ở Hà Nội, nhặt ve chai, tích góp tiền để tiếp tục điều trị. Chỗ ở của bà không cố định, bất kỳ vỉa hè nào cũng có thể trở thành nơi trú chân sau một ngày làm việc. Mưa cũng khổ lắm, cứ dựa vào cái tường ở đấy, nó có một cái tường to, liếp to như này này. Thì cứ dựa vào đấy thì chợp mắt đi cho nó qua ngày thì con ạ. Đã gần 20 năm nay, ông Hùng lên Hà Nội làm đủ thứ nghề từ bơm xe đến nhặt ve chai. Để vượt qua mùa đông, ông Hùng phải trông chờ vào những chiếc áo ấm, chăn bông của các mạnh thường quân. Cái lời thăm hỏi cũng là rất là tình cảm. Cho nên ông đối với các cháu rất tình cảm, chứ coi như con cháu mình. 5 năm nay, cứ 11 giờ đêm mỗi tối thứ bảy hàng tuần, các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện ấm lại rong ruổi trên các con phố để trao đi những chiếc áo ấm, bánh mì, gói xôi hay chỉ là đôi tất, để mong tiếp thêm hơi ấm cho những mảnh đời vô gia cư bất hạnh trong ngày đông giá rét. Nếu như mà nói là đi phát quà cho người vô gia cư quanh Hà Nội thì số tiền nó ít lắm. Thật ra thì có lòng thì mình ủng hộ, không có thì mình ủng hộ cái sức lực của mình thôi. Ấm thì ngoài việc mình đưa những phần quà tới người vô gia cư thì mình còn vào hỏi thăm, nói chuyện với họ và chia sẻ với họ những câu chuyện. Chỉ đơn giản là hôm nay họ kiếm được nhiều hơn, họ rất là phấn khởi, họ kể. Và hôm nào đấy họ bị ốm đau như nào thì họ có thể chia sẻ với mình như những người bạn. Những món quà này tuy không thấm với cuộc sống chồng chất khó khăn của những người vô gia cư, nhưng đây sẽ là hơi ấm để tiếp thêm sức mạnh cho nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua một mùa đông lạnh lẽo.